Hello everyone, welcome back to the English Grammatical lesson. Today we'll move to the module 25, Collocations. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học qua tới phần 25, đó là cụm từ cố định trong tiếng Anh. Ok? Chúng ta cùng vào định nghĩa xem những cái cụm từ cố định trong tiếng Anh là gì nhé. Collocation. Collocation is a combination of two or more words often being used together. Cụm từ cố định ha, là những cụm từ gồm hai hay nhiều từ thường là đi cùng với nhau và theo một trật tự nhất định. Và chúng không có cái quy tắc hay một công thức nào cụ thể ha. Và khi đi cùng với nhau nó sẽ có một cái ý nghĩa khác. Ok. Chúng ta sẽ vào tìm hiểu một số cái cụm từ cố định thường gặp. Ok. Number one, let one's hair down. Ok. Let one's hair down. One's ở đây là sở hữu. Ok. Sở hữu của ai đó. Không phải là xả tóc xuống đâu như các bạn. Mà nó là thư giãn hoặc là nghỉ ngơi. Ok. Theo kiểu là relax. Ok. For example, it's about time you let your hair down and had some fun. Đã đến lúc bạn thư giãn nghỉ ngơi và vui chơi. Ha? Thứ hai ta có cụm drop dead gorgeous. Cụm này mang nghĩa là về mặt cơ thể hoặc là một thể chất rất là đẹp với thân hình, cơ thể rất là đẹp. Ok. She's funny, kind, clever and drop dead gorgeous. Cô ta vui tính này, tử tế, thông minh mà còn xinh đẹp nữa. Ok. Number three, the length and breadth of something. Ok. Cụm này mang nghĩa là ngang dọc khắp nơi. Ok. Sau cái phần of, bạn ghi cái vị trí nào thì đó là nơi đó. Ví dụ câu này, she has traveled the length and breadth of Britain. Tức là cô ta đã đi du lịch ngang dọc khắp nước Anh. Ok. Tiếp theo ta có make headlines. Make headlines tức là lan truyền tin tức, làm cho trở thành một cái tin tức quan trọng và được lan truyền rộng rãi. For example, why estate agents charge the brightest to be in realtors, she had already made the headlines. Trong khi các đại lý bất động sản đánh giá cái giá là không thực tế, ok, unrealistic, thì cô ta đã lan truyền tin tức khắp nơi. Ok. Make headlines, động từ đi với danh từ, tạo nên có nghĩa như vậy. Number five, take measures to. Ok. Take measures to mang nghĩa là thực hiện các biện pháp để làm gì đó. Ok. Để hoàn tất một cái việc nào. Cô có ví dụ. He also pledged to take measures to bring private finance initiative back in life. Anh ta cũng hứa rằng sẽ thực hiện sẽ tiến hành thực hiện một số các biện pháp để mà giành lại quyền chủ động tài chính cá nhân cho gia đình. Ok. Number 6 is the height of stupidity. Câu này mang nghĩa là giống như is no use, tức là vô nghĩa, không có ích gì. Ok. It was a height of stupidity to quit the game. Hoặc là vô nghĩa, không có ích gì khi rời bỏ đội. Ok. Tiếp theo ta có cụm pave the way for. Pave the way for mang nghĩa là mở đường cho cái gì đó, để tạo ra cái tình huống giúp cho cái việc gì có thể xảy ra một cách dễ dàng hơn. The discovery paves the way for the development of effective new treatments. Ok. Cái việc khám phá đã mở đường cho sự phát triển của những cái phương pháp chữa trị mới hiệu quả. Ok. Cụm tiếp theo ta có là speak highly of something. Speak highly of something tức là đề cao điều gì. Ok. For example, both universities speak highly of the program of student exchange and hope to cooperate more in the future. Cả hai trường đại học đều đề cao chương trình
trao đổi học sinh và hy vọng là có thể hợp tác lâu dài trong tương lai. Ok, speak highly of something. Đề cao điều gì? Ok ha. Tiếp theo ta có tight with money. Tight with money tức là thắt chặt tiền bạc. Fred is tight with money. He's never spent money on anything. Anh ta thì rất là kiểu giống như là chi xài kỹ tính ha. Anh ta chẳng bao giờ chi trả bất cứ cái thứ gì. Tiếp theo ta có in a good mood. In a good mood tức là có một cái tâm trạng tốt, vui vẻ, ok? Tâm trạng đang vui, ok? The things you do can keep you in a good mood all the time. Những cái việc nhỏ nhặt mà bạn làm thì giúp cho bạn có một cái tâm trạng rất là vui vẻ, ok? Peace of mind. Peace of mind tức là bình yên trong tâm hồn, đúng không? Tức là yên tâm, an tâm, ok? He began to insist upon the bulletproof limousine just for peace of mind. Anh ta bắt đầu yêu cầu khăng khăng về một cái chiếc limousine, một cái chiếc xe chống đạn, ok? Một cái chiếc xe chống đạn để an tâm, ok? Peace of mind. Tied with money, thắt chặt tiền bạc. In a good mood, tâm trạng tốt, vui vẻ. Peace of mind, an tâm, yên tâm, ok? Give somebody a lift or give somebody a ride. Tức là cho ai đó đi nhờ, ok? Can you give me a lift to work tomorrow? My car is being repaired. Cho tôi đi nhờ đến chỗ làm ngày mai được không? Xe tôi đang sửa, ok? Give somebody a lift or give somebody a ride. Tiếp theo, make no difference. Nghĩa là đừng có tạo ra sự khác biệt. Whatever she did, it made no difference. Chứ dù cô ta có làm gì đi chăng nữa cũng không có tạo ra một cái sự khác biệt nào cả. On purpose. On purpose tức là có ý định, cố ý làm việc gì đó. You make it sound as if I did it on purpose. Bạn làm ra vẻ như tôi làm việc đó là vì có mục đích vậy, cố tình làm vậy. Ok. By accident tức là tình cờ, giống như là by chance, by mistake. Ok. Tức là tình cờ. We met by accident at the airport. Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở sân bay. Ok các bạn ha. Give somebody a lift or give somebody a ride tức là cho ai đó đi nhờ. Make no difference, không tạo ra sự khác biệt. On purpose tức là cố tình, cố ý. Và by accident, tình cờ. Ok. Tiếp theo ta có cụm with a view to. With a view to thường cộng với verb in mang nghĩa là để làm gì đó, ok, có dự định hoặc là hy vọng làm gì. He's painting the house with a view to selling it. Anh ta sơn ngôi nhà với ý định là bán nó, ok. In view of. In view of là theo quan điểm hoặc là xét về khía cạnh nào đó, ok. Thì sau đó cộng với cụm danh từ. Ví dụ, in view of the weather, the event will now be held indoors. Xét về tình hình thời tiết như thế này thì sự kiện có thể là sẽ được tổ chức ở trong nhà. Breathe or say a word. Breathe or say a word tức là nói hoặc là tiết lộ cho ai đó biết về điều gì. Nói hoặc là tiết lộ cho ai biết về điều gì. Don't breathe a word. It's supposed to be a surprise. Đừng nói gì cho ai nha. Đó được xem là một bí mật, ok? Định làm ngạc nhiên, cho nên đừng nói với ai cả. Vậy ta có with a view to, dự định làm gì, mục đích làm gì. In view of, xét về quan điểm nào đó. Và breathe or say a word, tức là tiết lộ cho ai đó một điều gì. Tiếp theo là một số cái cụm từ cho các bạn tham khảo thêm. Pay attention to, tức là chú ý tới, tập trung chú ý tới việc gì. Sit for, thi lại. A good run for your money, tức là bạn có một khoảng thời gian dài, hạnh phúc này, vui vẻ vì sử dụng tiền bạc mang lại những cái giá trị tốt đẹp. See eye to eye, tức là đồng ý, đồng tình với ai đó. Pay somebody a visit, tức là thăm ai, ghé thăm hỏi ai đó.
Ngoài ra ta còn có cụm put a stop to something, put an end to something, tức là chấm dứt cái gì. Lay claim to something, tuyên bố quyền sở hữu của việc gì đó, thứ gì, thường là tiền hoặc là tài sản. Pick one's brain, tức là hỏi xin ý kiến ai về việc gì. Pour scorn on somebody. Pour scorn on somebody mang nghĩa là dè biểu hoặc là chê bai ai đó. Tiếp theo ta có to the verge of, đến bên bờ vực, ok? Chúng ta hay có là bên bờ vực tuyệt chủng đó, ok? To the verge of extinction, ví dụ như vậy. Tiếp theo ta có cụm make a fool out of somebody or yourself, tức là khiến ai đó như kẻ ngốc hoặc là khiến cho bản thân mình như kẻ ngốc. Tham khảo thêm nhé các bạn. Ngoài ra ta còn có be rushed of your feet, tức là bận rộn, ok? Be rushed of your feet. Be under fire, tức là come under fire, bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã làm gì. Be at a loss, bối rối, lúng túng. Be at a loss. To an impression of somebody, bắt chước ai hoặc là giả bộ ai đó, nhại điệu bộ của ai đó. Và reduce somebody to tears, hoặc là make somebody cry, làm cho ai đó khóc. Ok, tham khảo thêm một số cái cụm này nhé các bạn. Ta có cụm tiếp theo đó là keep an eye on, nghĩa là để ý, quan tâm, chăm sóc đến cái gì. Ok, keep an eye on. Or come what may, nghĩa là dù khó khăn đến mấy ha, dù có rắc rối đi chăng nữa. Tiếp theo đó là by the by, hoặc là by the way, tiện thể, nhân tiện. Make effort to do something, or try to do something, attempt to do something, hoặc là in an attempt to do something, tức là cố gắng để làm gì. Ok, tham khảo thêm bốn cụm nữa ha. Keep an eye on, come what may, by the way, là make effort to do something. Về collocations thì rất là nhiều, ok? Ở đây cô chỉ liệt kê cho các bạn một số cái trường hợp tượng trưng tiêu biểu ha. Trong quá trình làm bài chúng ta sẽ học thêm ha, tiếp thu những cái cụm mới nha các bạn. Và trong lúc làm bài thì chúng ta sẽ tiếp thu thêm những cái cụm mới ha, để mở rộng kiến thức của chúng ta. Ok các bạn nha. Number one, after congratulating his team, the coach left, allowing the player to let there down for a while. Sau khi chúc mừng cả đội thì huấn luyện viên rời khỏi và cho phép những cái cầu thủ làm sao? Nghỉ ngơi, thư giãn. Vậy ta có cái cụm gì các bạn? Let one's hair down. Ok, ta chọn phương án B. Ok, let their hair down, tức là nghỉ ngơi một chút ha. Number 2, Alex said that guy is gorgeous, I wish he would ask me out. À, anh ta, Alex nói rằng người đó thì, đúng không, người đó thì như thế nào các bạn? Rất là đẹp, đẹp trai đó, cho nên là tôi ước là anh ta có thể mời tôi đi chơi. Chưa? Đã có thể mời tôi đi chơi. Vậy thì ta có cụm gì các bạn? Thể chất đẹp, cơ thể đẹp là drop dead gorgeous. Ok, that guy is drop dead gorgeous, I wish he would ask me out. Ok. Number 3, the party leader traveled the length and of the country in an attempt to spread his message. Ở đây ta có cái cụm đi ngang dọc khắp nơi, đi nhiều, đi ngang dọc các từng ngóc ngách. Đó là travel the length and breadth of somewhere, ok? Vậy cô sẽ chọn phương án D, ok? The party leader traveled the length and breadth of the country in an attempt to spread his message.
người lãnh đạo đảng đã đi tới mọi ngóc ngách trên đất nước với ý muốn với những cái nỗ lực là để tuyên truyền những cái thông điệp của ông ấy. Number 4, Vietnam U23 made not only Asia but also Europe keep a close eye on them. Câu này nghĩa là gì các bạn? Ở đây ta có cái cụm gây sự chú ý đến truyền thông đúng không? Được nhiều người biết đến, đó là make headlines chứ không có do headline ha. Vậy ta loại phương án C và D trước. Tiếp theo thì dựa vào thì. Ở đây các bạn sẽ chọn hiện tại hoàn thành hay quá khứ hoàn thành. Đúng rồi, sự kiện hiện tại hoàn thành chứ quá khứ hoàn thành là đã xảy ra trước hoạt động khác trong quá khứ rồi. Ở đây chúng ta không có ngữ cảnh đó ha. Vậy chọn phương án A. Vietnam U23 made not only Asia but also Europe keep a close eye on them. They have made headlines internationally. U23 Việt Nam làm sao? Không chỉ khiến châu Á mà còn cả châu Âu phải chú ý tới họ. Và họ đã làm nóng các mặt báo quốc tế, tức là xuất hiện ở trên các trang báo quốc tế. Number 5. If we didn't any measures to protect whales, they would disappear forever. Đằng sau chỗ trống cô thấy measures. Ok, thì đi với cái danh từ measure, tức là thực hiện các biện pháp làm gì đó, thì ta sẽ đi với động từ take. Ok, ta chọn phương án C. If we didn't take any measures to protect whales, they would disappear forever. Nếu mà chúng ta không thực hiện các biện pháp để bảo vệ cá voi thì chúng sẽ biến mất mãi mãi. Ok. Number 6. People who take on a second job inevitably themselves to greater trust. Ở đây mang nghĩa là gì các bạn? Những người mà take on something, tức là đảm nhận, đảm nhiệm. Những người mà nhận thêm công việc thứ hai inevitably, tức là không tránh khỏi việc đặt bản thân mình vào một những cái căng thẳng lớn hơn. Được chưa? Vậy thì ta chọn phương án nào? Offer to do something, tức là xung phong làm việc gì giúp đỡ ai. Subject to do something, tức là chịu đựng hoặc là khó tránh khỏi. Field là động từ thì tạo ra một cái nhóm người hoặc là tham gia một cái hoạt động nào đó. Và place ở đây là đặt để hoặc là để vào. Vậy dựa vào nghĩa thì ta chọn phương án nào? Mới đã có giới từ to đằng sau nữa. Phương án B. Ok, subject to something, tức là phải chịu đựng, khó tránh khỏi. People who take on a second job inevitably subject themselves to greater stress. Những người mà nhận thêm công việc thứ hai thì không tránh khỏi việc chịu đựng căng thẳng lớn hơn. Ok ha. Number 7. It's either a stupidity to go walking in the mountains in this weather. Ok, in this weather, thời tiết như thế này mà lại đi bộ ở trên núi, đúng không? Tức là điều vô nghĩa, đúng không? Không ai chờ mưa mà lại đi chờ thời tiết xấu mà đi bộ trên núi cả. Được chưa? Vậy ta có cụm vô ích vô nghĩa, đó chính là it's no use hoặc là it is a height of stupidity. Phương án A. Number 8. The words of such men as the English philosophers John Locke and Thomas Hobbes helped pave the way for academic freedom in the modern sense. Những cái tác phẩm của những người triết gia người Anh như là John Locke and Thomas Hobbes đã giúp làm gì các bạn? Pave the way for, tức là mở đường cho học thuật theo nghĩa hiện đại. Vậy mở đường thì đồng nghĩa với phương án nào? Với động từ nào đấy? Phương án C, enhance, mở rộng. Ok, mở rộng, mở đường.
Number 9. Both universities speak of the problem of student exchange and hope to cooperate more in the future. Câu này các bạn có cái động từ speak of the problem, tức là mình đề cao việc gì đó. Vậy ta sẽ đi với cái trạng từ highly. Okay, highly. Ta có cái collocation như vậy đúng không? Cụm từ cố định speak highly of something, tức là đề cao điều gì. Vậy both university speak highly of the program of student exchange and hope to cooperate more in the future. Cả hai trường đại học đều đề cao về cái chương trình trao đổi sinh viên và hy vọng sẽ hợp tác nhiều hơn trong tương lai. Number 10. My neighbors are really tight with money. They hate throwing away food, don't eat at restaurant, and only try to find the best price. Okay, ở đây ta có cụm tight with money là gì các bạn? Đúng rồi, thắt chặt tiền bạc. Những người hàng xóm của tôi thì sao? Rất chặt chẽ với tiền bạc. Họ ghét cái việc bỏ phí đồ ăn nè, không ăn ở nhà hàng và luôn cố tìm những cái giá tốt nhất. Vậy thì các bạn là phương án nào đúng nhất? A. Spend money too easily, tức là tiêu tiền quá dễ dàng. B. To not like spending money, tức là không thích tiêu tiền. C. To not know the value of money, tức là không biết giá trị của tiền. Và phương án D. To save as much money as possible, ta tiết kiệm càng nhiều tiền nhất có thể. Vậy ta chọn phương án D. Ok, hợp lý ha. Tie with money, save as much money as possible. Number 11. We were all in a mood because the weather was good and we were going on holiday the next day. Chúng tôi đều như thế nào? Vui vẻ vì thời tiết tốt và chúng tôi sẽ đi nghỉ mát vào ngày hôm sau. Được chưa? Vậy ta có cụm tâm trạng tốt, đó chính là in a good mood. Ta chọn phương án D. We are in a good mood because the weather was good and we were going on holiday the next day. Number 12. On the home. On the home mà nghĩa là gì các bạn? On the whole, the rescue mission were well executed. Ở đây ta có in fact là trên thực tế, in particular là đặc biệt, as one là ngay lập tức hoặc là cùng một lúc, và in general là nói chung. Vậy ta có cụm on the whole tương đương với đúng rồi, tương đương với in general, nói chung. Ok, phương án D. On the whole, the rescue mission were well executed. Nói chung thì nhiệm vụ cứu hộ đã được thực hiện tốt. 13. With the ties of insurance, you're buying a mine. Với cái loại bảo hiểm này thì bạn đang mua cho mình cái gì các bạn? Ở đây ta có phương án A. Peace, đó là sự bình yên, thanh bình, yên tĩnh. Satisfaction, đó là sự thỏa mãn, hài lòng. Calmness, bình tĩnh, ha. Và contentment, tức là sự hài lòng, bằng lòng. Ta có cụm peace of mind, tức là a feeling of calm, a calm or not being worried, tức là sự yên bình, yên tĩnh trong tâm hồn, hay gọi là an tâm đó. Ok. Vậy ta chọn phương án A. With this ties of insurance, you're buying peace of mind. Với loại bảo hiểm này, bạn đang mua cho mình sự bình yên. Number 14. Could you me a lift into town? Me a lift, đi nhờ. Ta có động từ nào? Đúng rồi, give somebody a lift, cho ai đó đi nhờ. Could you give me a lift into town? Bạn có thể cho tôi đi nhờ vào thị trấn được không? 15. The players protects no difference to the referee's decision at all. Những cái kháng nghị của người chơi
Làm sao? No different, không tạo ra sự khác biệt nào với quyết định của trọng tài. Vậy không tạo ra quyết định ta đi với động từ nào? Đúng rồi, make, made no difference, tức là không tạo ra sự khác biệt. Number 16. In a formal interview, it is essential to maintain good eyes with the interviewers. Vậy ở đây các bạn chọn phương án nào? Trong cuộc phỏng vấn chính thức, rất quan trọng để duy trì cái sự giao tiếp eyes, giao tiếp bằng mắt đối với người phỏng vấn. Được chưa? Vậy giao tiếp bằng mắt là ta có cụm good eye contact with somebody, tức là liên lạc, giao tiếp với ai, nhìn trực diện với người ta bằng con mắt đó. In a formal interview, it is essential to maintain good eye contact with the interviewers. Very good. 17. It was no accident that he brought my classes. He did it purpose. Câu này nghĩa là gì các bạn? Anh ta không có tình cờ làm vỡ kính của tôi đâu. Anh ta làm sao? Did it, cố tình làm gì đó. Vậy ta có cụm cố tình làm việc đó là gì? On purpose. Okay. He did it on purpose. Anh ta cố tình làm như vậy. Trái ngược nghĩa là có by accident là tình cờ đó ha. Bữa trước chúng ta có học rồi. Number 18. I read the contract again and again, avoiding making spelling mistakes. Tôi đọc các bạn hợp đồng, đọc đi đọc lại để mà tránh né cái việc lỗi sai về chính tả. Ở đây ta có in term of, tức là dưới dạng hoặc là được xem như, by means of, tức là nhờ vào hoặc là bằng cách nào đó, with a view to, tức là với ý định làm gì, hy vọng làm gì, và in view of là xét về. Vậy ta chọn phương án nào là hợp lý nhất các bạn? Đúng rồi, phương án C. I read the contract again and again with a view to avoiding making spelling mistakes. 19. Please don't a word of this to anyone else. It's highly confidential. Đừng có tiết lộ cho ai về điều này. Nó rất là bí mật. Ok, vậy ta có cái cụm tiết lộ lại các bạn. Speak là nói ra đúng không? Pass là qua, đi qua. Mutter tức là thì thầm. Và breathe là thở. Đúng rồi. Ta có cụm gì? Breathe a word, tức là tiết lộ cho ai biết về điều gì. Nhưng mà là thở đâu ha. Riêng với cái ghép vào thì là tiết lộ. Please don't breathe a word of this to anyone else. It's highly confidential. Finally, number 20. My advice is that you get straight to the point in the next report. Lời khuyên của tôi đó chính là bạn đi thẳng vào vấn đề ở bài báo cáo tiếp theo. Được chưa? Get straight to the point, đi thẳng vào vấn đề. Vậy đồng nghĩa với câu đó thì ta có câu nào? My advice is that. Lời khuyên của tôi là, tức là nếu tôi là bạn, if I were you, tương đương với get straight to the point thì ta có cụm bit about the birds, tức là không có lòng vòng. Được chưa? Vậy ta chọn phương án C. If I were you, I would not beat around the birds in the next report. Ok? Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không có đi lòng vòng ở cái bản báo cáo tiếp theo. Ok. Các bạn làm bài có đúng không? Đúng bao nhiêu câu rồi nè. Chúng ta cứ làm bài tập thật là nhiều thì chúng ta sẽ học thêm được nhiều cái cụm từ cố định khác nữa nha các bạn ha. Ok. Thank you for your listening. I'm going to stop the lesson today. Thank you very much and see you later. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.